thường là người ta dùng ngân hàng Cascon này, rồi là Thaiphanit SCB đấy, rồi là Krung Thai, rồi là Ôn Xín, rồi là Krung Sĩ, nói chung là rất là nhiều luôn, mình không thể đếm hết được. Vâng, xin chào anh em. Hôm nay mình đã đứng tủ ATM của Thái Lan với các bạn. Tại vì mình muốn hướng dẫn cho các bạn đó là cách mà gửi tiền hoặc là chuyển tiền ở trong nước Thái cho các bạn rất là tiện luôn. Nếu mà các bạn không biết cách á, rất là khó khăn và mình rất là sợ. Trong clip này tôi nghĩ rằng tôi sẽ đem đến cho các bạn đó là sẽ biết thêm về chi tiết về ngân hàng của Thái Lan và sẽ tự tin về nếu mà mình ở Thái Lan á, là mình đi chuyển tiền hoặc gửi tiền cho bạn bè hoặc là như thế nào đấy. Đấy. Hiện tại mình đang ở trước tủ ngân hàng Krung Thai các bạn, và các bạn có thể mình sẽ đi chỗ khác để mình làm để mà nói cái tiếng nó rõ hơn, tại vì đây rất là ồn ào nên là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết. Mời các bạn cùng xem nhé. Dạ, hello, xin chào các bạn. Hôm nay các bạn đã đến với kênh của Bangkok hôm nay nha các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái mà gửi tiền ở Thái Lan các bạn. Nhiều bạn bè là ở Thái là họ không dám đi gửi tiền đấy, hoặc là không nói được tiếng Thái, cho nên các bạn không cần phải sợ đâu nhá. Đấy, các bạn cứ đi thôi đấy. Nếu mà mình gửi tiền các bạn cần phải lưu ý những cái này, như là các bạn phải xem từng chi tiết cái clip mình hướng dẫn cho các bạn nhé. Đấy, nếu mà mình muốn gửi tiền cho bạn bè của mình mà mình không có thẻ ngân hàng hay là không có cái số tài khoản đấy, là mình có thể ra ngân hàng mình gửi tiền đấy, gửi tiền cho bạn bè của mình đấy. Cách gửi tiền thì rất là dễ thôi, các bạn cần lưu ý nhá, trước khi mình gửi tiền á phải hỏi số tài khoản bạn bè của mình đấy, là họ dùng tài khoản gì, tài khoản nào, ngân hàng gì đấy. Hoặc là ở đây á, nó có nhiều loại ngân hàng, thường là người ta dùng ngân hàng Cascon này, rồi là Thaiphanit SCB đấy, rồi là Krung Thai, rồi là Ôn Xín, rồi là Krung Sĩ, nói chung là rất là nhiều luôn, mình không thể đếm hết được. Và các bạn phải gửi á, nếu mà muốn ra ngân hàng gửi á, là họ sẽ tính mình, nếu mà khác ngân hàng nhá các bạn, là họ sẽ tính mình một lần giao dịch là 50 baht đấy các bạn. Đấy, họ sẽ tính mình 50 baht. Nếu mà mình ra cây ATM cũng như vậy luôn, là họ sẽ tính mình một lần mình giao dịch đấy, là một lần mình gửi tiền là 50 baht. Đấy. Và nhiều cũng 50 baht luôn, ít cũng 50 baht luôn. Đấy. Nếu mình muốn gửi miễn phí á, mình phải ra ngân hàng của, ví dụ như mình muốn gửi của bạn bè mình, là bạn của mình là ngân hàng Cascon đúng không, là phải bạn phải ra ngân hàng Cascon là sẽ gửi tiền miễn phí, là không có tính phí nha các bạn. Các bạn nên lưu ý cái đó rất là quan trọng nha các bạn. Hồi trước là mình đi gửi tiền đấy, mình cũng hỏi người Thái là mình muốn gửi tiền, mình ra ngân hàng khác, mình muốn gửi ngân hàng cho ngân hàng Krung Thai, nhưng mà mình ra ngân hàng Thaiphanit, ngân hàng SCB đó các bạn, thì có nhân viên của ngân hàng họ nói nếu mà anh muốn chuyển tiền qua ngân hàng này thì anh phải ra ngân hàng kế bên đấy, đó ngân hàng kia kìa, là họ sẽ không có tính phí, nếu mà anh mà gửi ngân hàng của chúng tôi vẫn được thôi, nhưng mà chúng tôi sẽ tính phí. Đấy, bắt đầu là tôi hồi trước là mình không có biết gì hết, cho nên là mình cũng đã từng trải qua cái đó rồi, cho nên là mình muốn chia sẻ lại cho các bạn. Khi nào mà mình muốn gửi tiền cho bạn bè hay là ở đâu, ở đây, ở Thái đó các bạn, hoặc là mình muốn gửi tiền về Việt Nam chẳng hạn, mình không mất thời gian để mà mình bên dịch vụ gửi tiền 2 chiều đó các bạn. Đấy, mình hỏi số tài khoản của họ rồi mình ra ngân hàng mình gửi phát là xong luôn, là gửi 1 phút là tiền vào luôn, là không có là không có tính là 1 phút 2 phút là gửi là tiền vào luôn đấy, nó rất là nhanh lắm, nhưng không giống như ở Việt Nam đâu.
À, nếu mà các bạn nếu mà ở Việt Nam mà mình ra mình gửi ngân hàng là khác ngân hàng á, là tiền nó sẽ vào rất là lâu luôn. Nếu mà mình gửi á qua cái app thì nó cũng nhanh thôi, 24/7 nó cũng nhanh. Ở Thái thì nếu mà ngân hàng à, nếu mà mình dùng cái thẻ à, cái số tài khoản mà có cái app á, cũng rất là tiện luôn. Tất cả ngân hàng đều miễn phí hết nha các bạn, là họ không không có tính phí. Ở đây miễn phí tất cả luôn, nhưng mà mình phải họ sẽ tính hàng năm gì đấy, hàng năm cũng rẻ lắm, nên mình dùng cái đó cũng cũng rẻ lắm. À, thường thường thì người ta dùng cái đó thì người ta à, ví dụ người ta bạn bè hoặc là gửi tiền thì mình để mình kiếm ta được, hoặc là gửi tiền hoặc là mua đồ á, ở Thái này mua đồ thì qua đó scan phát là không cần có tiền mặt đâu đấy, nên là rất là tiện luôn. Là nếu mà mình có cái app đó nha các bạn. À, các bạn nên lưu ý nhá, nếu mà mình các bạn mà đi gửi tiền á là các bạn không có cần giấy chứng minh đâu đấy, ở đây nó rất tiện như vậy đấy. Hồi trước thì mình đi mình sợ lắm, mình quên không đem hộ chiếu của mình đấy, nên là họ không có hỏi về cái hộ chiếu hay là cái gì đâu, mình chỉ cần nói đúng số tài khoản là họ có thể là gửi cho mình luôn đấy, không cần có hỏi nhiều. Và các bạn à, nếu mà các bạn thấy à, mình chia sẻ hữu ích, các bạn có thể à, đăng ký kênh và chia sẻ. Mình sẽ làm clip à, nhiều thêm về ngân hàng hay là cuộc sống như ở bên Thái như thế nào, và đi du lịch ở đâu, và muốn làm cái gì đấy các bạn cứ comment thì mình làm, mình có content là mình sẽ làm à, mình sẽ à, cố gắng để mà mình ở Thái Lan để mình chia sẻ cho các bạn rộng rãi. Ví dụ như các bạn muốn đi du lịch từ Việt Nam muốn qua Thái Lan đấy, là mình sẽ bỏ ra thời gian để mình à, đi tham khảo và sẽ hướng dẫn cho các bạn. Để mà các bạn nếu mà ở Việt Nam mà muốn du lịch ở Thái Lan thì nó à, dễ hơn, hoặc là không có sợ hãi gì nữa đấy. Và cảm ơn các bạn đã xem tới à, clip tới giờ này nha. Mình thì cũng vừa mới làm về YouTube thôi, cho nên là mình không có nói không có chuẩn lắm, mong các bạn thông cảm nha. Nhưng mà mình chắc chắn là mình nghĩ là các bạn sẽ áp dụng được cái mình chia sẻ cái chủ đề ngày hôm nay cho các bạn, đó các bạn đó là hướng dẫn gửi tiền hoặc là chuyển tiền ở Thái Lan. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo nha. Chào.